mừng các bạn đến với hệ thống laptop Sách Tay Shop. Đây là top 5 mẫu laptop dành riêng cho các bạn sinh viên, đặc biệt những ngành như kinh tế, quan hệ quốc tế hay là quản trị kinh doanh. Đến từ những thương hiệu lớn như HP, chúng ta có NV, EliteBook nè. Đến từ Dell chúng ta có Inspiron và đến từ Asus thì chúng ta sẽ có dòng ZenBook. Hàng loạt các thương hiệu lớn sẽ cho chúng ta có nhiều cái trải nghiệm để chúng ta quyết định chọn lựa. Trong phân khúc 15 đến 22 triệu thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chọn lựa một chiếc laptop rất mới đến từ Mỹ, tiêu chuẩn cao, bảo mật nhiều lớp. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo thử xem nhé. Trước mặt chúng ta đến từ HP EliteBook 840, một phiên bản G8. Nó khá phù hợp với các bạn sinh viên nữ, đặc biệt là trong một số ngành về quan hệ quốc tế hay là quản trị. Chúng ta thường xuyên cầm cái máy đi ra ngoài, và tôi thấy cuối tuần các bạn thường đi học nhóm với nhau ở quán cà phê, đến Highland hay Catinat chúng ta có thể ngồi cùng với nhau một team học hành trên những chiếc laptop rất đẹp, rất thời trang. Thì đây có thể nói là một trong những mẫu đứng đầu thế giới về độ bền, EliteBook của HP. Họ chuyên dụng dành cho những cái bạn sinh viên cũng như là những ngành kinh doanh, mà các bạn có thể bào cái máy này suốt một ngày luôn, nó vẫn lì đòn, nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn của nó. Toàn bộ là thép nhôm nguyên khối và hệ thống âm thanh cũng rất là cao, đến từ B&O nè. Ngoài ra thì bảo mật rất là nhiều lớp, từ vân tai, cảm biến cho đến safe password, 3 lớp như vậy. Cả một lớp thứ tư là chúng ta lock cái camera lại để không ai có thể xem chúng ta hay nghe lén chúng ta, nó rất cần thiết. Giờ chúng ta đang có gì? Trong tầm giá 16 đến 18 triệu. Một Core i7-1165G7, một G2 có thể tụt vô đến 4GB, 4 Core 8 luồng, và RAM trong máy đang được cho sẵn là 16GB luôn. Không cần phải lo lắng, không cần phải gắn thêm nữa. Ở đây ổ cứng của máy tùy thuộc vào chúng ta, từ 256, 512 hay là 1T. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn. Thông thường thì sẽ xét sẵn là 256 hoặc là 512. Dao động trong mức giá 18 triệu, bạn có thể xem xét nâng cấp thì tùy nhé. Điểm mà tôi yêu thích thứ hai đó là một cái màn hình Full HD độ sáng 250 nits nè. Với hàng loạt các cái cổng máy riêng biệt về mảng EliteBook thì họ chú trọng cổng máy rất nhiều cho HDMI, USB, Type-C để chúng ta có thể sạc ra cả điện thoại rất tiện lợi. Rất là nhiều cổng, đầy đủ hết. Trọng lượng 3,2kg thôi, rất là nhẹ, cầm một tay rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là các bạn nữ đi học có thể chọn cái máy này mà an tâm rằng cái ba lô chúng ta nó thoải mái, chúng ta đi lại hàng ngày không sao cả. Đây là một dòng thuần về dành cho văn phòng thôi, nhưng các bạn trẻ tôi thấy rất thích cái mẫu này bởi vì nó đẹp từ kiểu dáng cho đến cấu trúc bàn phím từ bên ngoài đến bên trong. Nó khá phù hợp. Nếu mà chúng ta cảm thấy ngân sách nó trong tầm giá này có thể sắm được thì phụ huynh cũng cân nhắc cái mẫu này cho con em nhé. Tiếp theo đến từ HP, một chiếc laptop EliteBook với tên gọi là 645G10. Một cái form máy có cái hình chữ nhật, và đặc biệt chiếc laptop cầm đến tay cực kỳ nhẹ, dưới 1,5kg, toàn bộ khối hợp kim, một màu trắng rất đẹp cho chúng ta một cái kiểu dáng lịch sự mà các bạn nữ, đặc biệt các bạn sinh viên, các ngành kinh tế, quản trị, quan hệ quốc tế, tiếp thị đều có thể dùng trên cái dòng này. Tại sao? Trong tầm giá 18 đến 20 triệu, khi bạn lựa chọn nó cũng khá là cân nhắc. Nó không quá đắt tiền nhiều, nó cũng không quá ít. Nhưng chúng ta cần một chiếc laptop nó phải đẹp, nó phải hoàn hảo, nó phải mạnh và nó có thể làm được nhiều việc. Đó là ngày nay chúng ta cần như vậy, bởi vì ứng dụng ngày nay rất nhiều. Chúng ta cần download, chúng ta muốn làm rất nhiều thứ trên một chiếc laptop. Thì ở đây, chiếc laptop này được sử dụng CPU AMD Ryzen 7 7730, 2GB tụt vô đến 4,5GB, 8 core, 16 luồng, 16 MHz. Nếu mà so sánh nó thì tương đồng với một con Core i7 nhé, để các bạn dễ hiểu. Tuy nhiên, cái lợi thế ở đây là bạn có thể có thêm được cái VGA Radeon Graphics, có nghĩa là bản thân của CPU này đến từ nhà AMD, cho nên nó sẽ bổ trợ luôn chúng ta khi cắt màn hình. Các bạn vẽ những cái poster, những cái video, và là xin lỗi, các bạn vẽ những cái poster hình ảnh 2D thì bạn cần phải render và nó sẽ rất mượt, bởi vì nó là vua dành cho các cái phiên bản render. Mặc dù rằng đây chỉ là một laptop thuần văn phòng thôi, nhưng nó có thể dự phòng cho chúng ta khi chúng ta cần thiết. Một điểm hay nữa, RAM 16GB DDR4, ổ cứng PCIe
phiên bản Gen 4 nó đạt tốc độ rất cao, sẽ bổ trợ thêm cho con CPU nhanh hơn về tốc độ mà trước đây HDD không làm được. Ở đây màn hình là một trong những điểm quan trọng khi chúng ta ngồi lâu trên máy. Các bạn sinh viên cần phải có cái thời gian ngồi trên máy lâu, một ngày vài tiếng đồng hồ, ngày qua ngày, vài năm trời. Cho nên chúng ta hết sức quan trọng về điều này. Đặc biệt là các bạn mà bị cận, các bạn cần phải có một cái ánh sáng tiêu chuẩn nó tốt hơn. Chúng ta tăng cái ánh sáng lên tí xíu để cho nó rõ hơn. Màn hình này là một màn hình Full HD, nít sáng 250 nít. Rất nhiều công nghệ trong đó IPS cho phép chúng ta ngồi ba bạn, ngồi có thể nhìn thấy rõ cái điểm ảnh nè. Rồi hàng loạt các tính năng mới đã được set hết vào đây. Trong đó camera rất được chú trọng. Và quan trọng nhất là bảo mật vân tay, bảo mật camera và set thêm password. Sẽ là an tâm cho những cái tư liệu, dữ liệu cá nhân của bạn không bị rò rỉ, không bị hacker hack vào. Và ở trường hay là ở quán cà phê, nếu các bạn ra đó học team với nhau thì những cái cổng kết nối rất tiện lợi để các bạn có thể tương tác hoặc là ghim sạc, ghim thêm đầu Type C sạc ra điện thoại đều có thể bổ trợ trên những dòng Eliphook này. So sánh với những dòng Pavilion thì đây sẽ là đàn anh. Pavilion nó sẽ thấp hơn một tiêu chuẩn cho nên cái logo nó sẽ tròn. Còn logo của HP dòng cao cấp bạn sẽ thấy biến thành cái logo này. Từ HP Envy, Eliphook, Spectre đều là biến logo này hết. Cho nên với tầm giá tôi nghĩ rằng 18 đến 20 triệu một con CPU Ryzen 7 rất mạnh mẽ như thế này thì nó rất phù hợp và rất vừa túi tiền nếu chúng ta có ngân sách thoải mái về số tiền trên. Và phụ huynh cũng có thể quan tâm đến mẫu này nếu chúng ta muốn làm cái laptop nó bền, đạt cái độ bền lâu dài cho con em sau khi chúng ta học xong phải đi làm nữa. Thay vì phải đổi một chiếc laptop mới thì chúng ta có thể tận dụng luôn cả chiếc laptop này. Bởi vì cái dòng đời của chiếc laptop này nó rất là lâu, nó bền hơn những dòng phổ thông rất nhiều. Và kinh nghiệm của chúng tôi biết rõ điều này qua nhiều năm. Hãy quan tâm lắm. Đến từ nhà HP mà các bạn sinh viên yêu thích nhất đó là vẻ đẹp thời trang. Chúng ta có thể quan tâm đến HP Envy X360. Nó cho phép các bạn trải nghiệm được nhiều yếu tố hơn, sáng tạo hơn. Trong đó tính năng cảm ứng và lập xoay 360 ở bản lề nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái thú vị trong lúc chúng ta dùng một chiếc laptop. Các bạn nữ luôn luôn yêu thích HP Envy bởi vì họ thiết kế cái màu rất đẹp và được phủ lên toàn là kim loại nguyên khối. Trong khoảng giá 20 đến 25 triệu thì bạn có thể tự tin chọn một chiếc laptop dòng Core i7. Nhưng ở đây chiếc laptop năm nay 2024 chúng ta sẽ gọi là tên Core 7. Nó bỏ chữ i đi. CPU là 150, có thể turbo đến 5GB, 12MB, 10 core, 12 luồng. Và RAM trong máy cho sẵn chúng ta 16GB, không cần phải lo lắng. Ổ cứng 512, PCL M2. Ổ cứng này nó sẽ bổ trợ luôn tốc độ mạnh hơn nữa cho chúng ta. Thay vì ngày xưa chúng ta HDD nó không có hỗ trợ tốc độ được, thì đây chúng ta an tâm rằng đây là một trong những mẫu bán chạy nhất mà chúng tôi từng biết. Đặc biệt hơn, đây là cái màn hình 14 inch Full HD với đầy đủ tính năng công nghệ IPS. Các bạn ngồi nghiêng cũng nhìn thấy được nhé, ba bạn cũng nhìn thấy được luôn. Và sRGB cũng rất ổn, nít sáng là 300 nits. Trong đó các bạn có thể dùng bút cảm ứng để có thể sử dụng trên màn hình hoặc là ngón tay chúng ta, tha hồ vẽ thoải mái với thời lượng pin cũng khá cao. Đây là mẫu rất ưng ý mà các bạn sinh viên nếu gia đình có điều kiện chúng ta có thể xem xét chọn chiếc laptop này. Còn nếu mà chúng ta vẫn yêu thích cái này mà đỡ phải tốn ngân sách, chúng ta vẫn có thể chọn dòng Core 5 thì nó tầm 17-18 triệu thôi. Tốc độ nó sẽ lệch, nó cũng giống như xe gắn máy chúng ta chạy 100 thì tầng kia sẽ khoảng tầm 70-75. Nếu chúng ta không xài hết thì chúng ta có thể chọn dòng Core 5 thôi, nó sẽ nhẹ tiền hơn. Hãy lưu tâm đến nó, Envy 360 của 2024 nhé. Trước mặt chúng ta đến từ hãng Dell Inspiron 7440 phiên bản Plus. So với các phiên bản trước, Plus là một phiên bản mở rộng cấu hình, có nghĩa là đa phần những dòng Inspiron sẽ thiết kế cái dòng CPU là chip thấp, chip U thôi. Tuy nhiên ở đây sẽ là một CPU chip H, nó tương đồng với các dòng G15. Nó sẽ mạnh rất nhiều, dù rằng ngoại hình nó sẽ gọn và đơn giản, rất là nhẹ, có thể các bạn nữ, sinh viên, ngành kinh tế hay là quản trị kinh doanh, các bạn học ngành ngoại thương hay là quan hệ quốc tế đều có thể sử dụng những dòng laptop như thế này. Nó rất tiện lợi để chúng ta có thể đi lại đến quán cà phê, ôn bài thoải mái trên một chiếc laptop nổi tiếng của thế giới Dell Inspiron. Tôi nghĩ tầm giá 15-18 triệu, nó rất là mềm,
vừa phải để chúng ta có thể chọn một chiếc laptop đời mới với option khá cao, Core i5-12450 chip H, 3GB tục bộ đến 4GB, 8 core 12 luồng 12M. Và đặc biệt RAM trong đây cũng đặt set sẵn là 16GB DDR5 với ổ cứng 512, bạn có sẵn như vậy không cần nâng cấp thêm. Nếu thích bạn có thể nâng lên thêm 1T, 2T, chúng tôi đều có thể hỗ trợ cho các bạn. Với ổ cứng M2 PCL là một dòng ổ cứng cũng khá là cao, nên chúng ta sẽ an tâm rằng cái ổ cứng này nó bổ trợ tốc độ cho con CPU mà trước đây cái ổ HDD không làm được. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng một ngân sách vừa phải chúng ta vẫn an tâm đạt được nhiều tốc độ, bởi vì không nhất thiết phải ráng lên một con Core i7 ngoài 20 mấy triệu, chúng ta vẫn có thể có một chiếc laptop ngon lành trong tầm giá vừa phải. Trọng lượng chính xác của chiếc laptop này tầm 1.6kg, 1.7kg thôi. Tôi nghĩ nó vừa mỏng nè, nhẹ nè, vỏ kim loại khá phù hợp với lại tất cả các bạn sinh viên, những ngành mà sau này bạn đi lại, bạn làm việc thường xuyên, bạn cầm cái máy đi nhiều thì nó chú trọng đến cái ngoại hình của cái máy, nó nhỏ gọn. Ở đây cái tỷ lệ khung màn hình của chiếc laptop nó cũng là một đặc điểm quan trọng. 1610 với màn hình này là một dòng Full HD cộng, có nghĩa là nó cao hơn Full HD, 1920x1200, đích xác là 250 nit, nó đi đúng tiêu chuẩn ban ngày lẫn ban đêm để có thể chúng ta nhìn rõ được tất cả mọi vật. Các cổng rất đầy đủ, từ HDMI, Type-C, USB, headphone, micro đủ cả, chúng ta không cần phải lo. Và thời lượng pin cũng lâu nữa, 5 tiếng đến 6 tiếng. Tôi nghĩ rằng giữa Core i5 và Core i7 nó không chênh lệch quá nhiều nếu chúng ta không sử dụng nhiều. Cho nên để tiết kiệm được cả chi phí cho phụ huynh, chúng ta có thể quan tâm chiếc laptop này trong tầm giá 16-18 triệu. Thì hãy nhớ đến nó, 7440 Plus nha. Năm nay Asus cho ra mắt dòng ZenBook Q415, một phiên bản có cái màu sắc khá lạnh lùng, xám đen, trong tầm giá 17-18 triệu, các bạn có thể quan tâm mẫu này. Đặc trưng là một chiếc laptop vỏ kim loại rất đẹp, rất mỏng, và phải nói rằng nhìn bố cục rất là sang. Các bạn nữ luôn luôn thích những cái form như thế này. ZenBook là một phiên bản cao cấp, một đứa con cưng của Asus, cho nên họ chú trọng những cái điều tốt đẹp nhất, hầu như họ đưa hết vào trong cái dòng ZenBook của họ. Ở đây chúng ta có gì? Một con CPU Ultra 5, nó tương đồng với Core i5 á, 125H, 3GB 6 tục bộ đến 4GB 18M, RAM 8GB và ổ cứng 512 M2 PCL Gen 4. Ổ cứng này sẽ bổ trợ CPU rất là nhanh về tốc độ. Ngoài ra chúng ta có một màn hình ưng ý tuyệt đối, có nghĩa là màn hình 14 inch Full HD cộng nè, tỷ lệ 1610, nó phù hợp với cái định dạng mới. Màn hình OLED và có cả cảm ứng nit sáng lên đến 500 nit luôn, có nghĩa là gấp đôi so với nit sáng thông thường là khoảng 250. Ở đây màn hình chú trọng đến DCI-P3, có nghĩa là đây là một cái định dạng tiêu chuẩn màn hình để in poster đạt 100% nữa. Quá hoàn hảo trên một cái màn hình với tầm giá 17-18 triệu, tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái mẫu laptop còn gì bằng nữa đâu. Nó hoàn hảo hết, mà những dòng trung bình bạn phải bỏ ra gần 30 triệu và mới có được những cái tiêu chuẩn như thế này. Các cổng máy đầy đủ, nhẹ và giá trị cao, đây là ZenBook Q415 nhé. Vừa qua chúng ta cũng đã tham khảo hàng loạt các mẫu laptop rất đẹp, rất nhẹ và thời thượng, nó phù hợp với các bạn sinh viên, đặc biệt trong những ngành quan trọng gần đây, quan hệ quốc tế nè, kinh doanh nè, marketing nè, là những ngành nghề mũi nhọn của tương lai. Chúng ta cần những cái laptop nó có cấu hình cao nhưng nó phải đẹp, nó phù hợp với thời đại. Đến từ những nhà công nghệ hàng đầu thế giới, những mã như NV, Elitebook, ZenBook hay là Inspiron đều là những tên tuổi lớn. Chúng ta an tâm rằng chất lượng từ họ rất cao. Đặc biệt, chúng tôi chọn những mẫu đến từ Mỹ, nó sẽ bổ trợ rất tốt cho cái hậu kỳ sau này nữa. Các bạn có thể xài nó, tái sử dụng nó, độ bền nó cao hơn hẳn những cái dòng phổ thông mà chúng ta biết. Qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đúc kết được rằng những cái mẫu nào mà phù hợp nhất cho sinh viên, chúng tôi sẽ tư vấn hết lòng dành cho các bạn để các bạn tiết kiệm được nhất cái khoản tiền ngân sách mà ba mẹ cho. Ngoài ra, nó đúng như ngành nghề chúng ta sẽ phát huy được rất nhiều từ chiếc laptop này, chúng ta mang lại những thành công cho tương lai, cho đất nước nhé. Tôi chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công, học tốt và đỗ đạt được nhiều hơn. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi.
từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bằng một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop Satay Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsataishop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.